Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ hôm nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người. Đó là cơm cháy mọi người. Cơm cháy chiên mắm hành mọi người. Cơm cháy chiên. Đây mọi người, cơm cháy chiên mắm hành bởi bao ngon mọi người. Có mời lên phút mọi người. Lên phút mà lên khắc mọi người. Một ký cơm cháy bể mọi người. Mắm hành thơm thơm giòn bao ngon mọi người. Mà lên phút em là em lên luôn là em mà là em này giá 59.000 mọi người, này có cái hộp luôn 59.000 mọi người, còn không có hộp thì 49 mọi người, như này như vi ship hay sao mọi người, vi ship không đồng hay sao, lúc là 26/8 mọi người, 1226 tại nhiều khi đói ăn ăn dặm nó nhiều khi nó bệnh nó đơn giản là nó dễ nên mà mình đi một tí nó năm mấy mà rồi này thì ăn dầu có con cháy trà bông đó mà ăn cũng ngon đó. Cái giòn nó mềm hơn loại này thì nó giòn nó hơi cứng, tại mà loại kia thì có khoảng 500 g mà nó có trăm mấy đồng một ngày một ký mà có ấy tại người ta sợ tất không tính xé kiểu nào mà không có bị chắc tem thì chắc phải cắt không nha. Bể nguyên này cũng ấy mà ăn phải bể vào mà cho đỡ nguyên mấy ấy mà đừng có nát mà đừng có nhiễm nhờ là thôi không mà. Đó chỉ có nước cái muỗng múc thôi, còn bể bể gì mà dễ ăn không mà. Dễ cầm dễ lắm. Lúc trước thì mua cơm cháy lắc khô gà nhưng mà cơm cháy nguyên hộp mọi người, nhìn có hộp nó đẹp mọi người, chứ đợi như vậy thì nó ấy hơn mấy cái túi giấy, cái túi thì nó ấy hơn, chờ lọt 10.000 mọi người, có hộp này thì đẹp không mọi người, này nhiều khi đợi đói mọi người, không cần gấp gì, đợi cái bệnh này đỡ đói mọi người. Bây giờ inbox của tôi tới đây là hết mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.